quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quỳnh Anh lên tiếng trước tin đồn bị Duy Mạnh đi đường quyền. Từ tối qua đến giờ, dân mạng bàn tán xôn xao chuyện Duy Mạnh đánh Quỳnh Anh ngay tại trung tâm thương mại. Cuối cùng thì người trong cuộc đã lên tiếng. Tối qua khi có tin đồn Duy Mạnh đi đường quyền với bà xã tại trung tâm thương mại xảy ra, chị gái của Quỳnh Anh đã lên tiếng cho rằng chuyện này hoàn toàn sai sự thật và không để mọi người đồn đoán. Chính công chúa Béo cũng đã lên tiếng khẳng định mọi chuyện đều là bịa đặt. Cô vẫn được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mức. Quỳnh Anh cho biết bình thường không lên tiếng vì những tin đồn nhảm, vì rất mất thời gian và nhàm chán. Tuy nhiên, chuyện đồn nhảm ngày hôm qua đã đi quá xa, quá giới hạn và cô buộc phải lên tiếng. Quỳnh Anh cho biết hàng ngày Duy Mạnh không quản đi xa để về chỉ bôi dầu rạn bụng cho vợ và đọc truyện hát cho con nghe. Sau cưới, Duy Mạnh giúp vợ nấu cơm, giặt quần áo, tối nào cũng tẩm bổ cho vợ bằng yến và sữa. Cô nàng gửi lời nhắc đến các anti-fan rằng đừng hả hê khi thấy người khác có chuyện, bởi biết đâu nghiệp chướng sau đó lại rơi vào đầu. Thật sự, mỗi khi có tin đồn nhảm lại đi thanh minh thì rất mất thời gian và nhàm chán. Việc của mình là sống cuộc đời của mình chứ không phải đi thanh minh với ai hết. Nhưng chuyện đồn nhảm ngày hôm qua đã đi quá xa, quá giới hạn và mình buộc phải lên tiếng. Tin đồn nhảm vậy mà các anh, các chị cứ xê ầm mầm, comment ác liệt hả hê thì em cũng chịu, đánh đập, hủy trạng thái kết hôn trên Facebook. Chồng mình vẫn yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con hết mực. Hàng ngày vẫn đi đi về về 40km để bôi dầu rạn cho vợ và đọc truyện cổ tích, hát cho con nghe mỗi tối. Nghe tiếng bố, con đập thành bụng mẹ mạnh, không hiểu vì thích hay phản đối giọng ca của bố nữa. Từ khi hết cách ly xã hội, chưa ngày nào bố không về với hai mẹ con. Sáng hôm sau, bố vẫn dậy sớm đi tập xa, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định giờ giấc tập luyện hồi phục. Lúc bố đau chân không đi được, mẹ vẫn vác con theo đi khắp nơi, giúp bố mọi việc. Bố nói, trước giờ bố chấn thương, có lúc suy sụp đến tự kỷ. Nhưng lần này có hai mẹ con làm động lực tinh thần, bố cực kỳ thoải mái. Và bố sẽ cố gắng nỗ lực 200-300% sức lực để trở lại kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Và đến lúc chân bố đi lại được, việc trong nhà bố đều giúp đỡ mẹ, giặt quần áo giúp mẹ nấu cơm lau nhà, hay tối nào cũng hỏi. Mẹ có hai lựa chọn, một là ăn yến, hai là uống sữa. Đó cũng là những điều bình dị trong cuộc sống mà gia đình mình đều tận hưởng với nhau mỗi ngày. Mẹ và bố yêu nhau 5 năm, đến thời điểm thích hợp xin phép gia đình hai bên cưới xin đàng hoàng và cả nhà đều hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của con. 5 năm qua khó khăn có, cãi vã chắc chắn có, nhưng nghĩ tới bỏ nhau thì chưa. Bố mẹ yêu nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay, lương tháng 5 triệu. Bố vẫn đi xe rim đón mẹ mỗi lần đi chơi, có lúc còn hết sạch tiền ăn này và đến giờ ngày qua ngày cố gắng để tạo lập nền móng. Có điều kiện kinh tế đủ để đón con chào đời, bố hay cả mẹ không chỉ sống cuộc sống của riêng mình mà còn phải biết thương con, lo cho con đủ đầy tình thương và phát triển tốt nhất. Vậy liệu bố mẹ có để hạnh phúc của mình bị đánh mất dễ dàng không? Cuộc đời phía trước còn rất dài, như lời ông dặn. Và mong muốn với bố mẹ, dù gặp phải chuyện gì, nhà mình vẫn cố gắng cầm tay nhau bước tiếp. Đối với mẹ hiện tại thì chỉ có điều quan trọng nhất là mong con đủ tháng đủ ngày, chào đời mạnh khỏe. Các anh các chị có thể ghét em, nguyền rủa em và không mong em có hạnh phúc cũng không sao. Người yêu mến thì có dịp gặp em sẽ yêu mến lại, còn người ghét thì mặc kệ thôi. Các pay muốn câu like câu view bằng việc bịa đặt ác ý lên vợ chồng em cũng được. Yên tâm, em thấp cổ bé họng, không có khả năng đi gỡ bài, không có thời gian đi kiện đâu. Nhưng sống và làm việc có đất thì mới bền. Đừng hả hê khi thấy gia đình hàng xóm có chuyện, vì cuộc đời mà biết đâu được mai nghiệp chướng rơi trúng đầu vì những gì tạo nên hôm nay đấy. Vậy thôi, hết chuyện để hóng rồi, mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập vẫn tình cảm nhé. Em muốn được yên ổn đi làm và sinh con, chồng em cũng muốn tập trung luyện tập, chờ trở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc. Hết chuyện. Quỳnh Anh lên tiếng trước tin đồn bị đánh. Cô đăng lại ảnh cưới cùng lời bố dặn trong hôn lễ. Bố giao Quỳnh Anh cho con đường phía trước dẫu có gian nan, dẫu có gập ghềnh, mong cả hai vẫn bên nhau. Thông tin Quỳnh Anh bị đánh được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngay sau những tin đồn không hay, khi cộng đồng mạng tìm đến trang cá nhân của cặp đôi này, cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều bỏ trạng thái đã kết hôn. Dù không biết hành động này là vô tình hay cố ý, nhưng đã làm cho người hâm mộ vô cùng hoang mang, không biết có chuyện gì thực sự xảy ra với cặp đôi trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt. Quỳnh Anh bỏ biệt danh công chúa Béo. Duy Mạnh cũng không để trạng thái đã kết hôn với vợ. Trước tin đồn bị Duy Mạnh đi đường quyền xuất hiện, Quỳnh Anh cũng từng gây hoang mang dư luận khi bất ngờ đăng một story có nội dung bức xúc về một đối tượng xê xỉn và xúc phạm vợ con. Tuy cô nàng đã xóa ngay lập tức, nhưng cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại và mọi tin đồn dấy lên từ đó.
Hoài Linh livestream khoe kiểu tóc mới cực trẻ trung sau mùa dịch bệnh. Thời gian gần đây khán giả cực vui mừng khi thấy nam nghệ sĩ lên sóng trực tiếp để giao lưu với mọi người nhiều hơn. Bao năm qua, cái tên Hoài Linh đã rất đổi quen thuộc với khán giả, từ trong nước đến hải ngoại. Hình ảnh người nghệ sĩ khá gầy, thích diện bà ba, đi dép hai quai, luôn nhận được sự yêu thương đặc biệt. Trong 2 tháng xuất hiện dịch bệnh, thì anh cũng ở yên tại nhà tổ, ngày ngày ra chăm nom khu vườn, không tiếp xúc với nhiều người để đảm bảo sức khỏe. Hoài Linh để lộ tóc dài da rám nắng vì làm nông dân trong mùa dịch. Nam nghệ sĩ khoe tóc mới, vừa qua nghệ sĩ Hoài Linh đã có khoảng 2 giờ đồng hồ livestream với khán giả. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng chính là mục đích anh lên sóng trực tiếp để khoe kiểu tóc mới mà mình vừa ra tiệm thực hiện. 2 tháng qua, anh không di chuyển ra ngoài sợ dịch bệnh và đến tận hôm nay mới có thể chỉnh chu phần tóc. Người hâm mộ bất ngờ và trầm trồ khi thấy Hoài Linh lần đầu thể hiện kiểu undercut. Nói đến phần tóc trẻ trung này, cha nuôi Hoài Lâm đã hài hước tự mắng bản thân và còn cưa sừng làm ngé. Hoài Linh làm fan giật mình khi xuất hiện với diện mạo mới. Hoài Linh kể vì sao mình có kiểu tóc như các bạn nam thanh niên. Sau mùa dịch tự cách ly, bữa nay cắt tóc nè, giờ tự chửi em đó làm quá à. Tại vì cái bữa cạo râu bị lố rồi em ra tiệm cắt tóc bình thường xong xuôi rồi. Bạn cắt tóc bảo giờ cũng chưa đi làm lại, chưa đến vai già đâu nên để kiểu lạ luôn đi. Thế là giao cho bạn ấy cắt thôi. Về có quả đầu như thế này, cắt lên mát dễ sợ, livestream để khoe với quý vị. Quả đầu mới này thôi. Được biết, chính bố mẹ của nam danh hài cũng không tin con trai hôm nay lại táo bạo đến thế. Bước chân vô nhà mà bố mẹ còn không nhận ra anh nữa mà. Bố mẹ anh sẵn luôn rồi, bảo trời ơi con cắt tóc rồi hả? Anh liên tục hỏi khán giả trong mình ở diện mạo mới có trẻ trâu lắm không, vì thực tế Hoài Linh cũng đã U50. Thời gian gần đây anh thường livestream và mang mắt kính để kịp đọc bình luận từ mọi người. Các đàn em ngỡ ngàng với diện mạo mới của anh bốn. Ngay khi Hoài Linh livestream thì không chỉ có các khán giả, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác trong showbiz Việt cũng theo dõi cuộc trò chuyện. Họ cũng mắc chữ A mồm chữ O với kiểu tóc mới từ nam danh hài, nhưng mọi người rất phấn khích ủng hộ khi thấy đàn anh trẻ trung hơn rất nhiều. Mọi người ủng hộ Hoài Linh nhiệt tình. Các nghệ sĩ bình luận rần rần trong livestream của nam danh hài. Trịnh Kim Chi gọi tên em đi anh, Song Luân em chào anh Linh. Trịnh Kim Chi, bữa nào em xin anh qua đền em thắp nhang tổ và hái trái cây nha. Nguyễn Xuân Lan, tóc mới đẹp quá anh. Vốn dĩ anh bốn bao năm qua vẫn giản dị gần gũi, không ăn diện, nên khi thay đổi kiểu tóc mới khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên ai cũng ủng hộ và phấn khích khi thấy đàn anh trẻ trung vui vẻ và khỏe mạnh. Em trai Hoài Linh chỉ trích hàng xóm thiếu tình người khi sửa nhà. Nam ca sĩ cho rằng những người xung quanh đang cố tình không thông cảm, gây khó dễ cho anh và những người thợ xây dựng. Dương Triệu Vũ được khán giả biết đến là em trai của Hoài Linh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì anh cố gắng đi bằng đôi chân của mình, không nhờ cậy tiếng tăm anh ruột. Vừa qua anh gây chú ý bởi dòng trạng thái bức xúc về chuyện sửa nhà chung cư vào buổi trưa thứ Bảy và bị bảo vệ nhắc nhở khi hàng xóm than phiền. Dương Triệu Vũ không hài lòng về việc cản trở sửa nhà. Dương Triệu Vũ bức xúc vì bị đình trệ công việc làm tại căn hộ. Vừa qua, nam ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng khá hoang mang trước dòng trạng thái ngắn nhưng thể hiện rõ sự khó chịu. Cụ thể, Dương Triệu Vũ cho hay đang thi công máy mái trong chung cư, nói thứ Bảy ngày nghỉ nên muốn ngủ trưa, ủa 2 tháng rồi nghỉ chưa đủ hả? Chỉ khoảng ít phút đăng tải thì sự bức xúc này nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn. Thông thường tại các khu căn hộ thì không cho phép sửa chữa gây tiếng ồn trong 2 ngày cuối tuần để đảm bảo sự yên lặng, không gian nghỉ ngơi của những người xung quanh. Rất nhiều bình luận phản đối suy nghĩ của Dương Triệu Vũ. Họ cho rằng ở khu đông người và đây là luật thì cần phải tuân thủ, tôn trọng những người xung quanh. Sai lè ra, mình làm nhôm kính đi lắp đặt. Thứ Bảy Chủ Nhật muốn làm gì là phải làm chui, không được bật máy khoan hay mấy thứ gì gây tiếng ồn, không gian chung cư của người ta mà cứ làm như nhà riêng của mình vậy. Chưa người ta ngủ nghỉ là đúng rồi, còn phàn nàn ngược cái gì? Ai cấm sửa nhà nhưng phải tránh mấy tiếng giữa trưa ra. Giờ khác ông làm thoải mái ai thèm nói. Quy định chung các khu chung cư nói chung là không thi công cuối tuần và lễ. Làm sai rồi còn la gì, nghệ sĩ là vậy được à? Dương Triệu Vũ lên tiếng giữa tranh cãi việc sửa nhà vào ngày cuối tuần. Ngay lúc này đây, từ phía nam ca sĩ cũng đã có phản hồi chính thức về dòng trạng thái gây tranh cãi. Anh nói rõ lý do vì sao mình cần thay đổi một số ngóc ngách trong căn hộ và vì điều gì khiến anh bức xúc đến như vậy. Cụ thể, em trai Hoài Linh thẳng thắn cho biết sau 8 năm mình ở đây thì anh muốn thay đổi căn hộ vì phong thủy cho dễ ngủ và tạo công việc cho người thân trong mùa dịch.
Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ luôn gặp vấn đề rắc rối từ khâu ban quản lý duyệt mất 3 tiếng đồng hồ, thang máy quá tải cũng như nhiều chuyện mệt mỏi cho anh và cả người thi công. Anh hủy nhiều show diễn để ở nhà mùa dịch. Anh bức xúc, rồi đến hôm nay sau 1-2 tiếng đàm phán mọi người lên làm thì được báo chỉ được tới 11 giờ tức làm 2 tiếng. Tôi hiểu đây là luật, nhưng đâu cũng có tình người nên thông cảm cho các bạn ấy. Vì mất quá nhiều thời gian chờ đợi 3 ngày liền nên bị trễ tiến độ. Hàng xóm của tôi giống như chờ đợi đến giờ để làm khó tôi. Đúng 11 giờ 15, bảo vệ lên nói tôi phải ngưng ngay vì có cư dân than phiền. 2 ngày nữa quay lại, đối với tôi thì bình thường. Vì nhà tôi mà có cần đi đâu đâu mà vào phòng nằm là xong. Nhưng mà các bạn này từ quận 9, Tân Bình, Gò Vấp tới, vừa làm được 1-2 tiếng thì bắt đi về, thứ hai quay lại sao được. Sao ác vậy, ai cũng muốn cho xong việc mà. Bên cạnh đó giọng các em lỡ thôi à, cũng chẳng ngần ngại chỉ trích những người lân cận trong khu mình sống. Điều tôi cảm thấy khó chịu đây là sự thiếu tình người, tình hàng xóm. Sống phải biết bao dung và thông cảm. Tôi cũng từng nghe nhiều âm thanh và nhiều điều khó chịu lắm, nhưng thôi vì nghĩ mình cũng có lúc rơi vào tình trạng đó nên thôi, đỡ stress, đỡ mệt. 2 tháng nay, đa số đều ở nhà không làm gì cả, đến lúc được đi làm thì bị bắt nghỉ. Tôi ao ước được đi làm lắm nè, và có lẽ tôi không có thói quen ngủ trưa nên không hiểu được nó cần thiết cho cuộc sống đến thế. Cụ thể dòng trạng thái lên tiếng từ nam ca sĩ, đến hiện tại anh đã xóa hẳn cả 2 status và không có chút dấu vết nào ồn ào lần này trên trang cá nhân. Có lẽ Dương Triệu Vũ đã thấy câu chuyện đi quá xa nên tháo chúng đi là điều cần thiết. Tuy nhiên anh cũng thẳng thắn chốt lại vấn đề. Cảm ơn mọi người chịu hiểu, ai không hiểu thì tôi cũng chịu.